Fixer đó mềm, nhưng quán AR cũng đều ok nha các bác. Nhưng con này quán AR rất là ngon nha. Con này thì các bác thoải mái chơi dòng AR2A, AX, AR4 vân vân. Tầng Force 4 lục ngột. Máy rất đẹp nha, máy bay về thì đồ đẹp của nó thì các bác có thể cảm nhận được. Tất cả zin đét hết nha các bác. Hoạt động hoàn hảo nha. 13 triệu 5, các bác đã có. Vâng, và tiếp theo em mời các bác cùng xem độ đẹp của cặp loa JBL 44312XB. Loa thì mang cấu hình là bass 30, một loa mic, một loa chép titanium nha các bác. Và hai vi tinh chỉnh giải mic và giải chép. Loa rất là đẹp nha. Đây là những dòng loa bãi Mỹ. Được tuyển kỹ lưỡng, mời các bác cùng xem tiếng loa nha. Bác nào yêu thích cặp loa này thì alo xe. Giá cặp loa này bao gồm phí ship luôn là 24.500.000. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 300.000 cho cặp loa này, vẫn bao ship cho các bác. Ê, kênh nó đây nha các bác. Ê, kênh nó đây, kênh riêng theo loa luôn nha. Loa thì văn gỗ lạng từ xung quanh cho đến là phía sau luôn nha các bác. Loa đặc trưng dòng 43212XB. 43212XB nó một thiết kế khác hẳn tất cả dòng 43212 khác. Phía trước nó là một cái mút nha, mút để tiêu âm những cái dải cao. Đây gông rất đẹp. Bass 30 gân vải tầm dầu, một mic, một chép titanium. Tổ thông hơi phía trước, hai vi tinh chỉnh dải mic và dải chép. Đây là phía trên. Lo chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Em mời có cùng xem. Này rất là đẹp nha các bác. Từ dưới góc cạnh. Các bác cứ xem và nếu yêu thích cặp loa này, và đây là những cặp loa nghe nhạc chuyên nghiệp đến từ hãng JBL danh tiếng của Mỹ. Loa đời cao nên đã sử dụng cầu loa bắp chuối rồi nha các bác. Nghe hay bài đẹp. Là phía sau cũng là văn gỗ luôn. Đây các bạn thấy rất đẹp luôn nha. Và sử dụng bắp chuối mỏ chim nha các bác. Nếu các bác dùng những bắp chuối thì kèm thang luôn, còn sử dụng mỏ chim thì chúng ta vặn ra nha. 43XB USA. Rất là ok, các bác nhìn phía dưới này. Đây cũng vậy. Bác nào yêu mến cặp loa JBL 4312XB vừa về trong ngày hôm nay thì alo cho em Chiến qua hai số điện thoại này. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Rồi sau đây em dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo. Cặp này là được cái là mic vàng rất là nổi bật nha các bác. Vâng, chào tất cả các bác, thì đây là con âm ly châu Âu, con Tambus. Tambus thì một thương hiệu châu Âu rất là nổi tiếng ở giới âm thanh, với những model rất là thiết kế rất đẹp và tiếng mềm mại. Các bác chơi những loa châu Âu như là Tonloy, BBK thì là chơi những dòng loa Spendo này các bác. Và đặc biệt những dòng đánh loa JB, loa Mỹ đều rất là tốt nha các bác. Tiếng của nó thì mềm mại, mượt mà, thiết kế thì sang. Nếu các bác yêu thích những model châu Âu thì đây là một trong những cái sản phẩm mà các bác là có thể để ý tới, đó là Tambus model khủng long bảo chúa là TR2080, còn đây là TR2055, rất là tầm tiền, chạy sò Motorola. Các bác chơi những dòng bass 30 đó lại nha. Ai là volume tổng 35, bass chép con này hàng Tambus xuất cho thị trường Mỹ nha các bác, điện 120, các bác cắm 110, 120 ok. Còn này em ship bay về rất là mới, đánh hai cầu loa này, AB hoặc A kèm B. Trở kháng cực kỳ rộng nên các bác chơi thoải mái. Bass chép này, balan đầy đủ loa nét này, tất cả hệ thống mới keng nha các bác. 13.500.000, nó là vỏ ốp gỗ rất đẹp nha, sang. Bên ngoài hình là các bác chỉ nhìn thấy này.
Đấy, có thấy rất là đẹp không? Cái vòng gỗ nó rất là đẹp. Xa 13 năm là em chiến nó bao gồm phí ship nha. Chỉ còn đổ em bớt 200 ngàn. Những con ship bay về các bác thấy này, khỏi còn bàn và đồ đẹp luôn nha. Đây là nó bánh 200 loa 4-16 ôm nha. Nên là không có loa nào mà các bác có thể ngần ngại hết. Cổng phone phono, nó có cổng lever này. Đấy. Đường tín hiệu vào, táp, vân vân. Thì 120V nha, 120V. Rồi sau đây em đi vào bên trong của sản phẩm để các bác cùng ngắm vi điệp của con Tambus TR105-2055. 13.500.000 bao gồm phí ship, chuyển khoản đổi bớt 200 là còn 13.300.000. Mé rất đẹp nha các bác, mé sưu tầm nha. Trưng bày là gọi là hết bài. Vâng, mời các bác cùng ngắm vi điệp của con Tambus TR-2055. Đây là 4 cái tủ lục nguồn và 4 con sò nhôm. Đấy, sò nhôm Motorola, đặc trưng những dòng này hay chạy sò nhôm. Các bác thích tiếng mềm mại và mượt mà ấm áp thì chơi dùng những con này. Tiếng nó thì khá giống những dòng Fixer đó. Mềm. Quán AR cũng đều ok nha các bác. Con này quán AR rất là ngon nha. Con này thì các bác thoải mái chơi dòng AR2A, AX, AR4 vân vân. Tầng 4, 4 tầng lục nguồn. Máy rất đẹp nha. Máy bay về thì đồ đẹp của nó thì các bác có thể cảm nhận được. Tất cả zin đét hết nha các bác. Hội đồng hoàn hảo nha. 13.500.000 các bác đã có sở hữu một con âm ly vừa nghi hay vừa bày đẹp, chơi tốt tất cả dòng loa. Bắt 30 lô lại nha. Trở kháng là 4-16 ôm. Trưng bày gọi là hết bài. Tiếng thì mượt, mềm tiếng. Nghe nhạc vàng nhạc bolero rất là hay. Bác nào có nhu cầu về con Tambus TR-2055 này rất là tầm tiền nha các bác, nhưng mà ngon. Mười cái nó rất là đẹp nữa. Hàng ship bay về để phục vụ các bác, đặt tiêu chí là vừa nghe hay vừa bài đẹp. Qua số điện thoại trên các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em nha. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu thì em ship hàng nha. Con này điện 110-120 nha các bác.